Chào mừng anh chị đã đến với kênh chứng khoán Năng Nghĩa. Hôm nay là em đang tiếp tục làm một video về và kỹ thuật là phân tích xu hướng trong chứng khoán mà nhiều anh chị không biết. Mà nếu mà anh chị nào biết thì áp dụng cái phương pháp này thì tăng cái tỷ lệ có lời cho anh chị đến khoảng 70 đến 80%. Có thể nói là cái phương pháp này là rất hiệu quả cho trong quá trình đầu tư. Mà cái phương pháp này thì rất đơn giản mà ai cũng làm được. Hôm nay em sẽ chia sẻ cái phương pháp này. Và trước khi em đi chia sẻ thì những anh chị nào mà đang có chưa mới mới đang mới tham gia đầu tư chứng khoán này mà chưa có tài khoản thì nhớ đăng ký vào được cái đường link của em chia sẻ trên màn hình nhé, quét mã QR và đăng ký mở tài khoản. Và khi đăng ký tài khoản qua link của em thì sẽ được qua chị sẽ được vào nhóm room cộng đồng. Nhóm room VIP của em thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ những khuyến nghị cho anh chị, những mã và cổ phiếu tiềm năng cho anh chị đầu tư để có lời cho anh chị. Và em xin quay lại video là chia sẻ kiến thức về cách xác định xu hướng trong đầu tư chứng khoán. Vì nhiều anh chị đã khi biết được xu hướng của thị trường thì nhiều anh chị đã có tăng khả năng tỷ lệ chiến thắng trên thị trường của anh chị đã là rất nhiều rồi. Đầu tiên là cái kỹ thuật này là phân tích dựa trên chỉ báo cụ thể là chỉ báo MA. Và để sử dụng cái phương pháp chỉ báo MA này thì anh chị sẽ vào file nhé, vào file và anh chị gõ vào chỉ báo đây. Ví dụ em làm cho anh chị. Đầu tiên là ví dụ như em phân tích cụ thể một mã đi, mã cụ thể như mã sell đi. Hiện tại thì đầu tiên là chưa có chỉ báo gì thì nó là trống không, không có gì cả như thế này. Thì khi anh chị có chỉ báo thì anh chị sẽ vào kích vào các chỉ báo đây, sau hiển thị anh chị qua chữ MA. MA là mu đường trung bình xuyên, anh chị ấn vào thì nó sẽ ra như thế này, MA9 và như thế này. Thì đầu tiên anh chị sẽ vào cài đặt, anh chị chuyển về chiều dài của là 10 đi. Vì sao lại 10? Là cái này anh chị nào mà đi học chuyên sâu thì biết được vì sao em lại chọn là chiều dài là 10 và chiều dài tiếp theo là 20 định dạng cho nó màu sắc khác thì nó dễ dễ nhìn. Em chọn màu cam đi. Ok, để dùng phương pháp chỉ báo này thì nó sẽ là phân tích xu hướng trong đầu tư thì dùng chỉ báo MA để xác định xu hướng lên xuống của thị trường. Thì em sẽ dựa vào hai cái chỉ báo là MA10 và MA20. Thì để xu hướng xuống thì là đường MA10 sẽ nằm dưới đường MA20. Và để dựa cái đường này thì mình sẽ xác định được là khi nào giá đóng cửa nằm dưới MA10 và đường MA xin lỗi, giá đóng cửa nằm dưới đường A20 và đường A10 nằm dưới đường A20 thì báo hiệu một xu hướng xuống của thị trường và hành động của nhà đầu tư là nên bán. Đây em sẽ minh họa lên cho cụ thể lên mã sell đi. Đây là xu hướng lên của thị trường khi đường A10 nằm trên ở đây. Đây là hướng xuống của thị trường này, đường A10, đường MA10 nằm dưới đường MA20 này. Đây chỉ có hình rõ hơn này. Và giá đóng cửa này nằm dưới dưới đường MA20 này thì nó là một xu hướng đi xuống này. Đây cụ thể nó đi xuống từ đỉnh này đến đây, đi xuống khoảng 30 đến 40%. Đây, có thể nhìn thấy, anh chị có nhìn thấy 30 đến 40% từ đỉnh đây xuống xuống đáy là tầm 42% này, 42% bắt đầu nó mới phục xuống đi lên này. Đây tiếp tục mà một xu hướng đi lên này.
Đây, một xu hướng đi lên thì giá, khi một xu hướng đi lên ấy, thì là khi xu hướng lên thì đường MA10 sẽ nằm trên đường MA20 và giá đóng cửa ngày hôm đó thì sẽ nằm trên đường MA10 và đường A10 sẽ nằm trên đường A20 thì báo hiệu một xu hướng đi lên và hành động của nhà đầu tư là nên mua. Cụ thể là đây đây trong một xu hướng lên của thị trường và như rõ hơn là trong quá trình từ năm đây là một xu hướng lên rõ rệt này, đường A10 nằm trên đường A20 này, nó đi liên tục là giá luôn nằm trên đường MA10 này và liên tục đi lên này. Khi anh chị biết cái xuống này thì anh chị chỉ cần vào một phát và lệnh một phát ở đây và lệnh một phát giá 10 đây, thì bây giờ hiện tại đây giá 70 thì nếu anh chị biết cái xu hướng này thì anh chị đã có lãi khoảng 7 6 7%, 6 70 700%, có thể là nói kỷ lục đây. Nó chỉ nằm giá luôn nằm trên đường A10 và đường A10 luôn nằm trên đường A20 này. Đấy đấy, em làm lại cho anh chị nhé. Đây là tôi xem lại nhé. Đầu tiên anh chị vào chỉ báo MA này, anh chị có MA10 MA, anh chị ấn vào đây, ấn hai phát nó ra được MA9 thì anh chị cài đặt lại là chiều dài của nó là MA10 đi, số 10 ở đây. Ok, ở đây là số 20, định dạng lại cho màu sắc nó khác đi tí, màu đỏ đi. Ok, vì sao em chọn hai con số là 10 và 20 thì anh chị nào học chuyên sâu thì sẽ biết, thì cái này em cũng cũng được học thì một người gọi là đầu tư não luyện thôi, hãy chia sẻ thôi. Đây dựa vào cái đấy thì anh chị đã nhìn thấy là MA10 nằm trên đường 20 thì báo hiệu một xu hướng đi lên này, đi từ từ cụ thể là con sell này đi trong trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 1 2022, nó đã đi một đoạn khoảng còn 6 700%. Nếu anh chị đầu tư chỉ cần một lệnh như này thì có khoảng năng gấp tài sản của anh gấp 4 5 lần tài sản rồi. Đây nếu anh chị giá mà xu hướng xuống này, giá MA10 cắt dưới MA đóng cửa, giá đóng cửa cắt dưới đường A20 đây, ví dụ như cắt đến đoạn là dưới MA20 đi thì đến đoạn này anh chị vẫn có lãi, đến đến đoạn này anh chị vẫn có lãi, vẫn được 40 4 đến 5 lần tài sản. Anh chị vẫn biết một cái phương pháp này thôi. Đây một xu hướng xuống đây, giá MA10 nằm dưới đường A20 đây báo hiệu và giá đóng cửa nằm dưới đường A20 đó này, đây đây đoạn này này, giá đóng cửa nằm dưới đường 20 này, đây báo hiệu một xu hướng xuống như xuống này. Khi mà đi xuống này là anh chị là ra ngoài, không 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 ra ngoài thị trường, không đầu tư nữa, đây mình nằm ngoài thôi kệ. Đây khi nào nó lên thì lại mình vào nhảy vào tiếp. Đây một xu hướng xuống này, đây nó đi xuống dài đây, đến đoạn này nó lên này, lên một tí này, lên một tí thì vào khoảng được 160%, 160 lại vào phát lại ra, đến đoạn này lại vào tiếp đây, đoạn này lại vào nháy vào tiếp và được khoảng 50%, đến đoạn này lại nhảy theo tiếp, nhảy một tí và được 20 đến 30%, nhảy vậy ra hết một xuống lại xuống lại đẩy ra, thì những cái pha như thế thì anh chị cũng có lời rồi. Anh chị biết bài này thì khả năng kiếm được lợi nhuận là cũng là khá cao rồi. Vì em phân tích con khác nhá, con DG đi, con DG đây, đấy cũng cũng là vài bài đấy thôi. Đấy, anh chị biết cái bài này thì đã kiếm được cũng khá nhiều rồi. Pha những pha mất tiền thì không không đến lượt mình, và những pha ăn được tiền thì sẽ có lượt được mình đây.
từ đây đến đây thì nên nằm trên đường A10 20, nằm trên đường A10 đây, đường A10 nằm trên đường A20 và giá đóng cửa nằm trên đường A10 đây, một xu hướng đi lên đây, từ đây đến đây đấy, chị cũng lại khoảng 170% rồi, 770 180% rồi. Đây lại một xu hướng đi lên tiếp này, đây từ đây đến đây cũng được khoảng 50-60% rồi này. Lại đây là một xu hướng đi lên tiếp này, từ đây đến đây, từ đây đến đây cũng được khoảng 120% rồi này. Đây giá đóng cửa như cái đoạn này thì theo phân tích nếu mà chuyên sâu thì đoạn này bọn em chưa ra đâu này, vẫn vào được tiếp này. Đây có thể là cái đoạn này giá đóng cửa nằm dưới MA 20 nhưng xu hướng nó vẫn sẽ vẫn là xu hướng đi lên, vì vì MA 10 vẫn nằm trên đường A 20 vẫn chưa chưa xuống. Đây đến đoạn này mới bắt đầu xu hướng xuống này. Đấy. Và đây tiếp tục nằm xu hướng xuống này. Đường MA10 nằm dưới đường MA20 này. Đấy, tiếp tục một xu hướng xuống này. Thì anh sẽ biết được cái đoạn này thì anh định ra rồi, ra từ đây rồi. Này. Chứ không phải bao giờ đến đoạn này anh chị mới ra. Đến đoạn này thì anh chị mất khoảng khoảng 40-50% ra thì khá không không giữ đến đoạn này mới ra thì khác nào mất tiền. Đây đoạn này vẫn tiếp tục đi xuống này, đây đoạn này lại lên này, MA10 nằm trên đường A20 lại lên, đến đoạn này lại xuống này. Còn khác nhá, còn HBG đi đây, MA10 nằm trên đường A20 lại lên, từ đây đến đây chỉ lại khoảng 30%, từ đây đến đây, từ đây đến đây chị lại khoảng 20 đến 20%. Ok cũng được đấy nhỉ. Đây một xu hướng xuống này, cứ đường A10 nằm dưới đường A20 là một xu hướng xuống, còn đường A10 nằm trên đường A20 là một xu hướng lên. Cái bài này cũng áp dụng đơn giản mà có gì đâu. Đây từ đây đến đây được 60% rồi này, từ đây đến đây phát, từ đây đến đây phát 90%, đây đoạn này ra kệ xong lại nó hơi xuống xuống một tí rồi để ra, đến đoạn này mình nhận báo, đoạn này mình nhận báo nhảy báo 50%, đến đoạn này mình ra không biết đoạn này mình báo. Đấy, mỗi lần được thắng như thế thì anh chị cũng 20 đến 30% đơn giản. Còn video sau em sẽ làm về phân tích bộ lọc là các cổ phiếu tiềm năng và cổ phiếu tốt, thì có sẽ có những bộ lọc thô, bộ lọc tinh để xác định cổ phiếu, thì video sau em sẽ làm tiếp. Còn anh chị nào là muốn nếu mà xem video lần đầu ấy, thì nhớ đăng ký kênh giúp em và cho em một lúc like ủng hộ kênh nha, em xin cảm ơn. Ok bây giờ em sẽ phải kết thúc video ở đây.